Mặt hồ tĩnh lặng. Nguyên tác: Ajahn-chà. Dịch giả: Tỳ Khưu Khánh Hỷ. Agasami: Trần Minh Tài. Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: www.dieupapam.net. Lời giới thiệu. Giả sử bạn đến Á Châu vào khoảng thập niên 80 để tìm hiểu những lời dạy sống thực của Đức Phật, để khám phá xem hiện nay còn có những nhà sư, những ni cô sống cuộc đời đơn giản trong rừng sâu, hàng ngày mang bát, xin ăn và chuyên tâm hành thiền không. Dĩ nhiên bạn từng xem kinh sách và biết rằng chính Đức Phật và hàng môn đệ đã du hành khắp miền thôn giả và những khu rừng rậm Ấn Độ, kêu gọi mọi người hãy cùng Ngài trao dồi trí tuệ, mở rộng tình thương, sống đời giản dị của một khất sĩ, hy sinh tất cả cho sự bình an, tỉnh thức. Bạn có thể tìm thấy những hình ảnh đẹp đẽ ấy sau hơn 25 thế kỷ biến đổi chăng? Những lời dạy xa xưa ấy có còn được áp dụng và thích hợp với xã hội mới mẻ và bộ óc tân tiến của chúng ta không? Bạn có thể đáp máy bay xuống một phi trường hiện đại gần Bangkok, Colombo hay Rangoon. Bạn có thể ngồi taxi dạo qua các đường phố Á Châu tấp nập, ngắm những vỉa hè đầy trái cây miền nhiệt đới, hay nhìn những chiếc xe buýt đầy ắp người tới lui không ngớt. Qua vài góc phố, bạn lại thấy những ngôi chùa nóc vàng đồ sộ, những ngọn tháp cao vút tân kỳ. Đó là nơi những nhà sư, những ni cô lưu trú để học hỏi kinh điển cổ xưa. Họ thường tụng kinh hàng ngày và giảng dạy giáo pháp cho mọi người. Nhưng đó không phải là nơi bạn có thể tìm thấy những gì bạn muốn. Nếu bạn muốn thấy nếp sống giản dị trong rừng, muốn tìm những người hành thiền với chiếc y vàng khiêm nhường và chiếc bát đơn giản như Đức Phật, bạn phải rời phố thị náo nhiệt, bỏ lại sau lưng những ngôi chùa đồ sộ, những ngọn tháp cao vút ấy. Nếu xứ bạn đến là Thái Lan, một xứ có nhiều chùa và nhà sư nhất, bạn phải đáp xe lửa ở gần nhà ga Hua Lam Bang đông đúc, đón chuyến xe sớm nhất đi lên miền cực bắc rừng núi âm u, hay xuống tận miền nam đất bằng hoang dã. Chỉ vài giờ sau, bạn đã ra khỏi phố thị ồn ào, xa rời những khu thương mại sầm uất và không còn nhìn thấy những căn nhà lụp xụp nằm dài hai bên đường xe lửa. Bạn đi xuyên qua những cánh đồng lúa hình bàn cờ, được phân chia một cách đều đặn và nhịp nhàng bằng những bờ ruộng, những con lạch và những đường dẫn nước nhỏ. Ở tận chân trời của miền lúa ấy, cứ dài ba dặm bạn lại thấy những hòn đảo nổi. Đó là khóm kè hay khóm chuối rậm rạp. Nếu xe quả đến gần hơn một trong những hòn đảo nổi ấy, bạn sẽ thấy ẩn hiện trong khóm cây tùm một mái chùa màu cam và những ngôi nhà gỗ đơn sơ. Đó là hình ảnh những ngôi làng Đông Nam Á. Mỗi ngôi làng chừng 500 đến 2.000 dân là đã có ít nhất một ngôi chùa. Chùa là nơi cầu nguyện, lễ bái, hội họp, đồng thời cũng là ngôi trường làng. Đây là nơi phần lớn thanh niên trai tráng đến tuổi 20 vào xuất gia trong khoảng thời gian 1 năm hay 3 tháng, học hỏi đạo pháp, hầu trở nên một thanh niên trưởng thành của xã hội. Chùa được điều hành bởi một vài nhà sư lớn tuổi, giản dị và thiện chí. Những nhà sư này học hỏi một số kinh sách cổ, hiểu biết nghi lễ và giáo lý căn bản để đảm nhận vai trò như một giáo sĩ của làng. Chùa là một thành phần, cũng là một đơn vị tô điểm thêm cho nét đẹp của làng. Nhưng đấy không phải là nơi mà bạn phải tìm. Xe quả của bạn phải đi thẳng mãi lên miền Bắc, đến kinh đô cũ của xứ Ayodhya. Với di tích những ngôi đền lộng lẫy đã bị sụp đổ và những lâu đài cổ kính hoang tàn vì bị cướp phá hàng thế kỷ trước đây trong trận chiến tranh với Vương quốc lân cận, lưu lại trong đám hoang tàn đổ nát ấy là những ngôi tượng Phật khổng lồ điềm nhiên qua sương gió của thời gian. Bây giờ xe lửa của bạn rẽ về hướng đông đến tận biên giới Lào, xuyên qua cao nguyên Korat. Bạn phải mất vài giờ nữa để băng qua bình nguyên với ruộng lúa và làng mạc.
nhưng dần dần ruộng đồng và làng mạc trở nên thưa thớt và nghèo nàn hơn. Ở đây bạn không còn thấy những rạch nước và những ngôi vườn cây trái sum suê của miền Trung Thái. Cảnh vật trở nên hoang dã, nhà cửa có vẻ nhỏ nhắn và đơn sơ hơn. Những ngôi chùa làng vẫn còn lấp ló, nhưng cũng nhỏ bé và đơn giản hơn. Ở đây, lối sống cổ xưa tự túc được duy trì. Bạn có thể nhìn thấy những phụ nữ khoác mình bằng chiếc khăn dệt tay, nép bên ngưỡng cửa e thẹn nhìn khách lạ. Những nông dân đang chăm chỉ làm việc ngoài đồng dưới ánh nắng thiêu đốt, và bọn trẻ con chăn trâu trong những con mương nước đục ngầu dọc theo đường xe lửa. Vùng thôn giả ít phát triển này là nơi còn duy trì được truyền thống của các sơn tặc. Đây là vùng giữ được vẻ thiên nhiên của rừng rậm, núi đồi và những vùng đất hoang chưa bị bàn tay con người sửa đổi. Nhiều thế kỷ qua, chốn quê mùa này đã hỗ trợ tích cực cho các tu viện với những nhà sư sống bình lặng đơn giản trong rừng. Là một khu hoang sơ ít người biết đến, nhưng nơi đây đã đóng góp lớn lao vào việc duy trì và thể hiện sự giác ngộ, giải thoát của Đức Phật. Phần lớn những nhà sư ở đây không đóng vai trò của một giáo sĩ làng, không dạy học cũng không học hỏi, nghiên cứu, duy trì kinh điển cổ xưa như những nơi khác. Chủ đích của họ là sống trọn vẹn và thực hành việc quán xét và bình lặng tâm hồn bằng chính con tim và khối óc của mình. Đó là thực hiện những lời giáo huấn của chư Phật. Nếu bạn rời xe lửa, dùng xe buýt hay thuê một chiếc xe riêng, rẽ sang một con đường đất để đến một tu viện như thế, bạn sẽ tìm thấy được gì? Những lời dạy của Đức Phật và phương pháp hành thiền có còn thích hợp với thời đại này nữa không? Thiền minh sát và tỉnh thức có cần thiết cho những người sống trong một xã hội tân tiến và phức tạp không? Đến nơi, bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên khi biết đã có nhiều người Tây Phương tìm đến đây trước bạn. Từ năm 1965, đã có hàng trăm người Âu Mỹ như bạn đến thăm viếng và học hỏi trong những khu rừng hoang dã này. Một số đến học hỏi một thời gian ngắn rồi trở về, đem những gì mình đã học hỏi áp dụng vào đời sống hàng ngày. Một số khác đến ở lâu hơn, hoặc xuất gia tu một vài năm, đến 5-7 năm rồi trở về. Một số khác nữa nhận thấy đời sống trong rừng phong phú và cần thiết nên quyết định ở lại luôn cho đến bây giờ. Mỗi nhóm đều nhận được những lời dạy trực tiếp qua con tim và khối óc của mình và được cung ứng một lối sống ý thức và sáng suốt. Mới đầu phương pháp có vẻ dễ dàng và giản dị, nhưng sau một thời gian cố gắng thực hành lối sống của Đức Phật, họ sẽ thấy đây không phải là việc giản dị dễ dàng. Mặc dầu ở đây đòi hỏi một sự cố gắng không ngừng nghỉ, nhưng sau một thời gian thực hành, họ sẽ tìm được những gì mà họ muốn tìm. Họ sẽ cảm thấy rằng trên thế gian này không có gì quý báu hơn việc tìm ra được pháp bảo hay chân lý trong chính cuộc sống của họ. Ngay từ lúc bước chân đến chốn thiền lâm như chùa Wat Pa Bong này, bạn sẽ thấy tinh hoa của pháp hành nằm ở đây. Ngoài tiếng reo của lá rừng, bạn không còn nghe được một âm thanh nào khác nữa. Những nhà sư làm việc hay kinh hành trong yên lặng và tỉnh thức. Thiền viện Wat Pa Bong chiếm một diện tích hơn 100 mẫu Tây, chia làm hai khu tăng ni riêng biệt. Những mái lều thô sơ đạm bạc dựng lên một cách khiêm nhường trong rừng cây xanh tươi và lối mòn yên tĩnh. Trung tâm của tu viện là một thiền đường lớn, trai đường và chánh điện. Toàn thể cơ sở trong rừng tạo nên một khung cảnh giản đơn, thoát tục, khiến người đến viếng có cảm tưởng như mình đã đến nơi giải thoát. Những nhà sư tu tập ở những tu viện như thế này thường nép mình trong khuôn khổ kỷ luật và tri túc gọi là hạnh đầu đà. Thực hành hạnh đầu đà là truyền thống của những nhà sư sống trong rừng. Họ tự nguyện sống khắc khổ như thời kỳ Đức Phật, thọ trì 13 pháp đầu đà, tiết chế trong việc thọ nhận thức ăn, y phục, thuốc men và chỗ ở. Điều chính yếu của pháp hành này là hạn chế tư hữu, chú tâm vào việc hành thiền. Mỗi ngày đi khất thực một lần.
lối tu hành thanh cao này còn được giữ gìn trong những khu rừng sâu Miến Điện, Thái Lan và Lào. Đây là những khu đất quan có nhiều hang động, là chốn lý tưởng cho những người tích cực hành thiền. Những nhà sư tu hành Đầu Đà có truyền thống là những vị du tăng sống đơn độc hay từng nhóm nhỏ, thường di chuyển đây đó, không ở hẳn một chỗ nào. Nơi tạm trú của họ là những chiếc lều dù đơn sơ. Trong cuốn sách này, chúng tôi sưu tập và phiên dịch những lời dạy về pháp hành của ngài Ajahn Chah, tăng trưởng thiền viện Wat Pa Bong, một trong những thiền viện trong rừng. Ajahn Chah và thầy của ngài là thiền sư Ajahn Tongrat và Ajahn Mun đã bỏ ra nhiều năm kinh hành và ngồi thiền trong rừng sâu. Những lối dạy trực tiếp và đầy hiệu năng đã được các ngài và những vị sơn tăng khác giảng dạy, không phải nhằm vào những người muốn tìm hiểu, học hỏi Phật giáo để thỏa mãn tri thức hay thực hành Phật giáo bằng nghi thức thờ cúng, mà nhằm cho những ai muốn thanh lọc tâm ý và quan kiến sai lầm của mình bằng cách thực sự áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào đời sống. Những vị thiền sư nổi tiếng sống trong rừng thường được thiền tín tìm kiếm và mời ra dạy dỗ để đáp lại lòng nhiệt thành của những người ham học hỏi đạo giải thoát. Những vị thiền sư phải ngưng du hành, trú lại một khu rừng nào đó, và sau đấy những thiền viện hành hạnh Đầu Đà được xây dựng. Với đà gia tăng dân số trong vòng một thế kỷ trở lại đây, thật khó mà tìm thấy những khu rừng dành cho các du sĩ. Do đó, những thiền viện trong rừng dành cho các thiền sư trước cũng như hiện nay trở thành nơi trú ngụ của các du sĩ hay của những nhà sư thích hành thiền. Sau một thời gian du hành đây đó để hành thiền, ngài Ajahn Chah trở về định cư trong một khu rừng rậm gần nơi sinh quán của mình, và thiền viện Wat Pa Bong được xây dựng nên. Đây là một khu rừng hoang vắng, được xem là nơi đầy rắn độc cọp beo, nhưng là một nơi rất lý tưởng cho những sơn tăng. Từ ngày ngài Ajahn Chah đến trú ngụ ở khu rừng này, nhiều thiền viện đã mọc lên quanh đó. Từ những chòi tranh đơn sơ trong rừng, Wat Pa Bong đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những trung tâm thiền hoàn chỉnh ở Thái Lan. Nhờ tài năng và tiếng tăm của ngài Ajahn Chah, du khách và những người mộ đạo đến với thiền viện ngày một đông. Để đáp ứng nhu cầu tu học của mọi người, hơn 50 chi nhánh đã được mở ra khắp xứ Thái Lan, do những thiền sư tu học từ thiền viện Wat Pa Bong đảm nhiệm việc giảng dạy. Kể cả một chi nhánh gần Wat Pa Bong dành riêng cho những thiền sinh Tây Phương muốn đến học thiền với ngài Ajahn Chah. Trong những năm gần đây, một số chi nhánh đã được mở ra ở các nước Tây Phương. Một trong những chi nhánh nổi tiếng là một thiền lâm lớn lao quy mô, đó là thiền viện Chitrut ở Anh Quốc, do thiền sư Ajahn Dumetho, một trong những học trò đầu đàn người Tây Phương của ngài Ajahn Chah điều hành. Những lời giảng dạy của ngài Ajahn Chah bao gồm những gì gọi là cốt tủy của thiền Phật giáo, phương pháp thực hành đơn giản và trực tiếp để an tâm và mở mang trí tuệ, đạt đến sự sáng suốt thực sự. Phương pháp hành thiền tỉnh thức hay minh sát này là một lối thực tập thiền quán của Phật giáo được bành trướng nhanh chóng ở Tây Phương. Những lời chỉ dẫn của các vị sư hay các cư sĩ đã từng tu học trong những thiền viện trong rừng hay tại những trung tâm thiền tích cực cung ứng cho chúng ta một phương pháp phổ thông và trực tiếp để huấn luyện thân tâm. Thiền Phật giáo dạy cho chúng ta làm thế nào để đối trị với tham lam, sợ hãi, lo âu, đồng thời cũng dạy chúng ta làm thế nào để học được kiên nhẫn, trí tuệ và vị tha. Cuốn sách này nhằm mục đích đem lại những lời hướng dẫn và ý kiến cho những ai muốn thực tập thiền. Ngài Ajahn Chah bắt đầu hành thiền từ lúc còn thơ ấu. Ngài đã đi nhiều nơi và ẩn cư nhiều năm trong rừng để hành thiền dưới sự hướng dẫn của những vị sơn tăng đắc đạo. Ngài vui cười mà kể lại rằng, lúc còn nhỏ, khi chơi trò chơi với chúng bạn, ngài thích làm sư, trong khi các trẻ khác thích chơi nhà cửa. Ngài đóng trò ôm bình bát đi khất thực,
và bảo lũ trẻ bỏ bánh kẹo cho mình. Ngài đã hành thiền rất tích cực và kỷ luật. Nhờ thế, Ngài đã thành công. Do đó, Ngài đòi hỏi học trò của Ngài phải có đức tính kiên nhẫn và chịu đựng. Lúc còn là một vị sư trẻ, một ấn tượng sâu xa đã ảnh hưởng và hỗ trợ rất nhiều cho việc tu học của Ngài. Đó là lúc cha Ngài sắp mất. Ngài có dịp ngồi bên giường bệnh của cha nhiều ngày trực tiếp, đối diện với sự suy tàn và sự chết. Ngài Ajahn-ya thường nói, khi chúng ta không hiểu rõ sự chết thì đời sống thật nhiều rối rắm và lầm lẫn. Kinh nghiệm này là một động cơ mạnh mẽ giúp Ngài nỗ lực hành thiền để tìm cho ra nguyên nhân sự đau khổ của mọi người và nguồn cội của sự an lạc giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thế là Ngài rũ bỏ tất cả cho sự tìm kiếm chân lý. Ngài đã gặp rất nhiều khó khăn và đau khổ, kể cả việc Ngài đâm ra hoài nghi mọi chuyện và cơ thể bệnh hoạn, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn ngồi và theo dõi. Mặc dầu có nhiều ngày Ngài chỉ có khóc mà chẳng làm được gì cả. Ngài gọi đó là sự thách thức hay liều lĩnh với việc hành thiền của Ngài. Cuối cùng, sự đương đầu đó đã đem lại trí tuệ, khoái hoạt tinh thần và khả năng kỳ diệu để giúp đỡ người khác. Ngài Ajahn-ya giảng dạy bằng hai ngôn ngữ Thái và Lào. Những lời dạy trong cuốn sách này phản ảnh một tinh thần vui vẻ trong việc hành thiền. Đây là những lời dạy nhằm vào những người đã từ bỏ đời sống thế tục theo tu trong rừng với Ngài Ajahn-ya. Tuy thế, tinh thần giáo pháp diễn đạt ở đây có tính cách trực tiếp và phổ thông, thích hợp cho mọi chúng ta. Ngài nhấn mạnh đến những vấn đề căn bản của con người: tham lam, sợ hãi, sân hận và si mê. Ngài nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức trước những trạng thái phiền não này, luôn luôn tỉnh thức trước những đau khổ mà chúng ta đã gây ra trong đời sống và trong thế giới chúng ta. Những lời dạy này là tứ diệu đế. Bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng dạy về khổ, nguyên nhân khổ và con đường đi đến diệt khổ. Phải nhìn thấy tại sao ái dục gây ra đau khổ. Đó cũng là câu mà Ngài Ajahn-ya thường xuyên nhắc nhở. Hãy học hỏi nơi kinh nghiệm của chính bạn. Hãy nhìn thấy sự thay đổi bản chất liên tục của hình sắc, âm thanh, mùi vị, cảm giác và tư tưởng. Hãy ý thức bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của đời sống. Chỉ khi nào chúng ta thấy và thừa nhận ba đặc tính ấy, chúng ta mới có thể sống trong an bình. Truyền thống tu thiền trong rừng thích hợp và tác động trực tiếp trên sự hiểu biết và sự đối kháng của chúng ta về ba chân lý trên. Truyền thống này cũng có hiệu năng trực tiếp trên nỗi sợ hãi, sân hận và ham muốn của chúng ta. Ngài dạy chúng ta phải đối diện với những phiền não của chúng ta và dùng pháp từ bỏ, kiên nhẫn, tỉnh thức để chế ngược chúng. Ngài khẩn nài chúng ta cố gắng thực hành để đừng rơi vào chỗ buồn rầu, lo lắng. Hãy tự huấn luyện để thấy rõ ràng và trực tiếp bản chất thật sự của tâm và của vạn hữu. Chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái, thích thú trước sự trong sáng, vui vẻ về phương pháp thực hành trực tiếp tại sơn lâm của Ngài Ajahn-ya. Bao quanh Ngài là sự tỉnh thức trong tinh thần tìm hiểu, vui vẻ, ngạc nhiên, hiểu biết và bình an nội tại sâu xa. Mong rằng những lời giới thiệu và những câu chuyện trong rừng thiền ghi lại nơi đây phản ảnh được phần nào tinh thần ấy và khiến bạn có cảm hứng trong việc hành thiền. Hãy thận trọng lắng nghe Ngài Ajahn-ya và ghi khắc vào tâm những lời dạy của Ngài, bởi vì Ngài dạy thực hành chứ không lý thuyết, và những điều Ngài dạy liên hệ đến hạnh phúc và tự do của con người. Trong những năm đầu tiên, khi Wat Pa Bong bắt đầu hấp dẫn nhiều du khách đến viếng, một loạt khẩu hiệu được gắn dọc lối đi: bạn đang ở đây, đến để thăm viếng, và xin giữ yên lặng, chúng tôi đang hành thiền. Một câu khác ghi: thực hành pháp và thấy rõ chân lý là điều giá trị nhất trong đời sống. Không phải đã đến lúc chúng ta bắt đầu sao? Tinh thần của câu này, Ngài Ajahn-ya nói trực tiếp với chúng ta.
mời gọi chúng ta hãy giữ tâm an tịnh để khám phá chân lý trong đời sống. Không phải đã đến lúc chúng ta bắt đầu sao?